chân dung đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch nước Việt Nam và Chủ tịch đầu tiên của Mặt trận Giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ sinh ngày 10 tháng 7 năm 1910, mất ngày 24 tháng 12 năm 1996, là một luật sư chính khách Việt Nam. Ông là Phó Chủ tịch nước Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1980, quyền Chủ tịch nước Việt Nam từ ngày 30 tháng 3 năm 1980 đến ngày 4 tháng 7 năm 1981, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam từ năm 1980 đến năm 1992, Chủ tịch Quốc hội thứ hai của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1981 đến năm 1987 và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 1988 đến năm 1994. Trong chiến tranh Việt Nam, ông là Chủ tịch đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông sinh ra ở làng Long Phú, Tổng Long Hưng Hạ, quận Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn, nay là thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Năm 1930, ông học luật ở Pháp và trở về nước vào năm 1933, hành nghề luật sư khắp các tỉnh miền Tây. Ông luôn bảo vệ công lý, bênh vực người dân vô tội trước tòa án thực dân. Năm 1947, ông vận động hàng trăm luật sư, kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, nhà giáo và nhà báo ký tên vào bản tuyên ngôn của trí thức Sài Gòn Chợ Lớn, đòi chính phủ Pháp đàm phán với chính phủ Việt Nam do Việt Minh lãnh đạo. Năm 1948, ông tham gia mặt trận Liên Việt và ngày 16 tháng 10 năm 1949, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông hoạt động trong phong trào trí thức và bị Pháp bắt vào ngày vào tháng 6 năm 1950, bị giam ở Lai Châu rồi Sơn Tây cho đến tháng 11 năm 1952. Sau đó, ông lại tham gia phong trào đấu tranh hợp pháp đòi hòa bình ở Sài Gòn Chợ Lớn, là Phó Chủ tịch phong trào hòa bình Sài Gòn Chợ Lớn. Năm 1954, ông bị chính quyền quốc gia Việt Nam của Tổng thống Ngô Đình Diệm bắt giam ở Phú Yên. Cuối tháng 11 năm 1961, ông Thọ về đến Tây Ninh. Tháng 2 năm 1962, tại đại hội lần thứ nhất Mặt trận Giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam tổ chức và ông được bầu làm chủ tịch. Khi chính phủ Việt Nam lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập vào tháng 6 năm 1969, ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng Cố vấn. Năm 1976, ông được bầu là Phó Chủ tịch nước Việt Nam Thống nhất. Tháng 4 năm 1980, ông là quyền Chủ tịch nước đến tháng 7 năm 1981, sau khi Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng qua đời. Năm 1981, ông là Chủ tịch Quốc hội nước Việt Nam cho đến năm 1987, rồi là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Năm 1988, ông giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ở khóa 7 và khóa 8. Ông được thưởng huân chương sao vàng vào năm 1993. Ông qua đời ngày 24 tháng 12 năm 1996 tại thành phố Hồ Chí Minh và được an táng tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.